7 người bị thương sau khi xe hơi tông vào một nhà hàng ở California, tỉnh California. Theo cảnh sát cho biết, đã có 7 người bị thương, trong đó có 2 người bị thương nghiêm trọng sau khi một chiếc xe đâm vào một nhà hàng Mexico trong một khu trung tâm mua sắm ở phía bắc California. Theo Trung úy Naismith trả lời phỏng vấn của Contra Costa Times cho biết, tài xế của chiếc xe gây ra tai nạn là một phụ nữ 56 tuổi. Sự việc nói trên đã xảy ra vào buổi tối ngày thứ Năm, khi người phụ nữ này vô tình đạp ga xe và đâm thẳng vào mặt tiền cửa hàng ở Dublin. Theo Smith cho biết, cả 6 thực khách và người tài xế đều được đến bệnh viện. 2 trong số những thực khách nói trên đã bị thương nghiêm trọng, tuy nhiên hiện vẫn chưa có thông tin chi tiết nào tình trạng của các nạn nhân. Theo điều tra sơ bộ cho thấy, nguyên nhân chính gây ra sự việc là ở người tài xế. Tuy nhiên, say rượu lại không phải là một yếu tố của vụ án. Ông Smith cho rằng vẫn còn rất may mắn khi số người bị thương không tiếp tục tăng lên. Dublin là một khu vực nằm trong vùng vịnh San Francisco và cách 25 dặm về phía đông của Auckland.